Năm học 2013-2014 là năm học có nhiều sự thay đổi trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của đoàn khoa điện tử trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động học tập được đẩy mạnh, hoạt động phong trào được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, đoàn khoa điện tử còn nhận được sự giúp đỡ sâu sắc của đoàn trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh từ các đoàn khoa bạn, đồng thời sự gắn kết giữa các cán bộ đoàn cùng đoàn viên thanh niên trong khoa ngày một tăng lên đã góp phần tạo nên sự thành công cho khoa điện tử trong năm học vừa qua. Về công tác giáo dục, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên đoàn khoa điện tử tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đoàn viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trong đó đảm bảo đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động ngoài xã hội như hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV của quận 10, bao gồm phần thi trắc nghiệm khách quan và phần thi hóa trang đạt giải nhì cấp quận, đồng thời tổ chức cuộc thi DEI Tầm nhìn trẻ. Cuộc thi đã thu hút hơn 1.500 sinh viên tham gia. Vận động sinh viên tham gia cuộc thi Ánh sáng thời đại do thành đoàn phát động. Đoàn khoa vận động tổ chức quyên góp ủng hộ sinh viên hạnh nhân với số tiền hơn 17 triệu đồng. Quyên góp giúp đỡ sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung với số tiền quyên góp được trên 16 triệu đồng. Chỉ đạo tổ chức chương trình Hành trình chim én bay tuyên truyền về an toàn điện trong dịp Tết. Về công tác truyền thống, về nguồn, công tác giáo dục pháp luật cũng là những nội dung mà đoàn khoa rất chú trọng. Với 3 đợt tổ chức chương trình đền ơn đáp nghĩa nhân ngày lễ lớn tại các nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh, Bình Tân và nghĩa trang liệt sĩ quận 9 với số lượng sinh viên tham gia từ 170 đến 200 sinh viên trên một đợt, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hai mẹ Việt Nam anh hùng trong chương trình Điện về làng ở địa bàn Củ Chi, đăng cai tổ chức thành công chương trình Ngày hội sinh viên đồng hành cùng pháp luật 2014 tại cơ sở 2 trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung đa dạng và phong phú, gồm một phiên tòa giả định, thi rung chuông vàng và một số gian hàng trò chơi có liên quan đến pháp luật, thu hút được 4 đội chơi và hơn 100 sinh viên đến tham dự. Ngoài ra, khoa còn tham gia ngày hội sinh viên lái xe an toàn cùng Yamaha, thu hút 20 sinh viên của đoàn khoa điện tử tham gia ngày hội, trong đó có một sinh viên đạt giải ba toàn quốc và còn nhiều hoạt động khác nhằm giáo dục pháp luật cho sinh viên trong và ngoài khoa. Trong cuộc vận động học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đoàn khoa điện tử đã chỉ đạo tổ chức chương trình Mỗi tuần một câu chuyện về Bác rất thành công, với mỗi câu chuyện về Bác được đăng lên fanpage đội xung kích đều có hơn 1.000 lượt sinh viên quan tâm đọc. Điều đó mang lại thành công và hiệu quả lớn cho cuộc vận động này. Hoạt động phong trào. Phong trào năm xung kích. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường, xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị của thành phố, xung kích vì trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị là 4 phong trào xung kích mà đoàn khoa điện tử đã thực hiện thành công trong năm vừa qua. Đoàn khoa điện tử đã triển khai cuộc vận động cán bộ giảng viên trẻ tiêu biểu và đạt được những thành tích đáng kể, liên kết với phường 10 tổ chức hưởng ứng giờ trái đất, liên kết với phường 10 tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên, tổng vệ sinh phường 10, quận 10, vận động sinh viên bảo vệ khuôn viên khoa sạch đẹp, tổ chức đạp xe tuyên truyền, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và nhiều hoạt động khác thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Đặc biệt, đoàn khoa điện tử thực hiện rất thành công và đạt được nhiều thành tích ở phong trào xung kích vì an sinh xã hội như tham gia mùa hè xanh 2013 với 4 đội, 2 đội hình làm đường tại tỉnh Trà Vinh, đội hình công tác xã hội và đội hình chuyên điện tại thành phố với thành tích lớn, hoàn thành dự án máy tính cũ tri thức mới, 3 phòng máy ở Nhà Bè, Hóc Môn, sửa điện 47 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại quận 10, quận 11. Hoàn thành 800 m đường giao thông, một sân trường tiểu học, 2 cây cầu nông thôn chiều dài hơn 50 m. Tham gia xuân tình nguyện với 3 đội hình công tác xã hội, đội hình chuyên điện và đội hình văn nghệ xung kích, tổ chức 5 chương trình, lễ khai mạc xuân tình nguyện 2014, đêm xuân ấm áp phát cháo và 200 bộ quần áo cũ vào ban đêm. Xuân bên em giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian với trường tiểu học và các hoạt động khác. Tham gia các đợt hiến máu nhân đạo, đợt 1 với 195 sinh viên, đợt 2 với 151 sinh viên tham gia hiến máu. Thăm và tặng quà tại rất nhiều mái ấm trên địa bàn thành phố, Hòa Mẫu Đơn, Quê Hương, Ánh Sáng Nữ, v.v. Đặc biệt, tổ chức dạy học tại mái ấm Thiên Ân cho học sinh khiếm thị trong suốt 2 năm liền. Ngoài ra, còn nhiều chương trình liên kết với phường 10, liên kết với hoạt động quán cơm 2000, hoạt động thành công trong suốt năm học và nhiều hoạt động khác. Phong trào 4 đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, mưu sinh lập nghiệp,
đồng hành với thanh niên trong hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu về việc làm, định hướng tương lai. Đoàn khoa đã chỉ đạo phối hợp với ban chủ nhiệm khoa tổ chức buổi hướng dẫn phần này cho sinh viên khóa 2011, vận động sinh viên tham gia buổi tư vấn hướng nghề hướng nghiệp của quận đoàn 10 tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên khó khăn trong học tập với sự tham gia của ban chủ nhiệm khoa, đại diện đoàn khoa với 50 sinh viên bị cảnh cáo học vụ, đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần, đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên. Đoàn khoa điện tử tích cực tổ chức các sân chơi lành mạnh cho sinh viên vào các dịp cuối tuần như phối hợp tổ chức lễ nhập môn khoa với 250 sinh viên năm nhất tham gia, tổ chức hai giải bóng đá cho sinh viên cơ sở 1 và cơ sở 2, tổ chức Tết sinh viên cùng ban chủ nhiệm khoa gặp gỡ và chúc Tết sinh viên tại hai cơ sở, tổ chức chương trình Big Game 263 tại cơ sở 2 chào mừng ngày thành lập đoàn với 160 sinh viên tham gia, tổ chức cuộc thi bắn tên lửa nước cho sinh viên năm nhất tại cơ sở 2 được 9 đội tham gia với 70 lượt xem, tổ chức hai buổi tập huấn kỹ năng trò chơi vận động, tập huấn thử thách kiến thức lịch sử và kỹ năng làm việc nhóm với sự tham gia của 33 thành viên ban chấp hành, tổ chức chương trình về nguồn cùng K12 và K13 tại xã Trà Là, tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác cũng mang lại thành công lớn trong phong trào đồng hành với thanh niên của đoàn khoa điện tử. Công tác xây dựng đoàn và tập hợp thanh niên. Công tác xây dựng hội sinh viên thực hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng hội. Đoàn khoa đã quan tâm và phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với liên chi hội sinh viên là chăm lo tổ chức các hoạt động phong trào văn thể Mỹ, đáp ứng đến đời sống tinh thần của sinh viên, tích cực vận động sinh viên năm nhất gia nhập vào hội, tạo điều kiện để liên chi hội sinh viên hoạt động phát huy tính sáng tạo tối đa. Về công tác tập hợp thanh niên, đoàn tham gia xây dựng đảng, công tác kiểm tra cũng được đoàn khoa thực hiện tốt. Xây dựng nên đội xung kích không những là nhóm chuyên tổ chức các chương trình công tác xã hội mà còn trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ tổ chức các chương trình của đoàn hội trong năm. Tỷ lệ tập hợp thanh niên cao vượt bậc hơn so với năm trước. Thành lập ban truyền thông khoa điện tử là nhóm chuyên làm băng rôn, poster, video, giới thiệu về chương trình, hoạt động và hình ảnh của khoa. Trong năm 2013-2014, đã có 18 sinh viên học lớp cảm tình đảng và có 7 sinh viên được kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Ngoài ra, cuộc vận động đảng viên là sinh viên tham gia diễn đàn, nghe thanh niên nói thanh niên nghe cũng được thực hiện hiệu quả. Đoàn khoa thực hiện tốt công tác tổng hợp thông tin, họp ban chấp hành đoàn hội đội thông qua sổ biên bản. Xây dựng đoàn về tư tưởng chính trị, xây dựng đoàn về tổ chức, đây là hai nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nên đoàn khoa rất quan tâm thực hiện, như vận động, thông tin đến sinh viên hai đợt sinh hoạt công dân trong năm do nhà trường tổ chức, họp giao ban hàng tháng với ban cán sự các lớp, vận động bí thư chi đoàn tham gia cuộc thi bí thư chi đoàn giỏi 2014, trong đó có hai bạn lọt vào vòng chung kết, vận động ban cán sự thực hiện đánh giá việc phân loại chi đoàn một cách kịp thời và thực tế. Về công tác chỉ đạo, tham gia đầy đủ các buổi họp ban chấp hành đoàn trường, chỉ đạo tích cực tham gia các hoạt động cấp trường như diễn đàn, nghe thanh niên nói thanh niên nghe, tập huấn cán bộ đoàn hội chủ chốt, chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rất thành công, chỉ đạo thực hiện rất hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc trực tuyến thông qua thư điện tử và trang mạng xã hội Facebook, đảm bảo thông tin truyền đạt từ đoàn khoa đến sinh viên. Từ những thành tích đã đạt được, đoàn khoa điện tử sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để xứng đáng là người bạn đồng hành của đoàn viên thanh niên trong mọi lĩnh vực.